Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bắt Lê Chí Thành, Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng để lộ tờ huyệt chế độ. Chế độ này người ta sợ nhất là sự thay đổi tư tưởng trong hàng ngũ của đảng viên. Chính Lê Chí Thành là người trong thời gian vừa qua đã phát livestream truyền hình trực tiếp tố cáo những sai phạm của lực lượng quân đội và công an. Điều đáng nói là Lê Chí Thành rất hiểu luật và thường thì anh ta làm cho phía chính quyền không có đường chối cãi. Đây là cái gai mà Đảng Cộng sản Việt Nam rất muốn nhỏ, bởi chính Lê Chí Thành sẽ làm nhiều đảng viên khác noi theo. Ông Lê Chí Thành cho biết trên trang cá nhân của ông rằng ông muốn chống giặc nội xâm, tức là tham nhũng. Truyền thông nhà nước đưa nhiều cáo buộc nhắm vào cựu công an nhưng không dám đả động chi tiết ông này tự ứng cử đại biểu Quốc hội và kêu gọi dân chúng bỏ lá phiếu và chọn người đại biểu mà bạn đặt niềm tin. Đây là hình ảnh ông Lê Chí Thành, từng là công an trại giam tại Việt Nam. Vào hôm 14 tháng 4 năm 2021, tin cho hay ông Lê Chí Thành, 38 tuổi, cựu công an viên từng công tác tại trại giam Z30D, trại Thủ Đức ở Bình Thuận, bị bắt và khởi tố với cáo buộc chống người thi hành công vụ. Và người dân hãy bỏ phiếu cho mình, mà mình tín nhiệm, đấy là điều ông nói ra. Báo Đảng dẫn nguồn tin của công an cáo buộc ông Thành nhiều lần cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ rồi phát tán lên mạng xã hội. Mục đích là thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự. Điều oái oăm là khi còn làm công an, ông Thành từng được trao danh hiệu Công an Nhân dân. Tất cả các bản tin trên báo nhà nước đều không nhắc đến chi tiết là hôm 6 tháng 3 năm 2021, ông Thành hoàn tất hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam. Ông đã dùng trang cá nhân để kêu gọi người dân hãy bỏ phiếu cho người mà bạn tín nhiệm. Đây là lời kêu gọi chọc vào tử huyệt của chế độ và vì thế anh ta đã bị bắt. Lê Chí Thành đã chọc ngoáy vào điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang muốn giấu hàng trăm triệu người dân trong cả nước. 18 ủy viên Bộ Chính trị thì hết 17 người là đại biểu Quốc hội. 200 ủy viên Trung ương Đảng thì hết 200 người là đại biểu Quốc hội. Hầu hết các quan chức cấp tỉnh và một số cấp huyện đều là đại biểu Quốc hội. Một Quốc hội có đến 96% là đảng viên của Đảng Cộng sản. Đó là một thứ Quốc hội trá hình. Người như Lê Chí Thành và hội trường vạch mặt từng người trong nghị trường thì làm sao Đảng có thể chấp nhận được. Việc làm của Lê Chí Thành không phải là thành công mà để thách thức được ý thức của người dân rằng chính họ đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam tước mất quyền ứng cử như thế nào. Lê Chí Thành đã vận động tranh cử như những người vận động dân bầu cho mình ở các nước dân chủ. Ông cũng hứa hẹn rằng nếu được đặt chân vào Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông sẽ nói lên tất cả những gì mà bạn muốn nói, tất cả những gì mà bạn quan tâm. Trong phần tự giới thiệu trên trang cá nhân, ông Thành nói rằng mình là một cựu đại úy công an và chia sẻ quan điểm. Đời cha hèn thì đời con khổ và nhục. Đấu tranh chống giặc nội xâm có thể trả giá bằng ngày tù, nhưng im lặng sẽ phải trả giá bằng mạng sống đời sau của con cháu chúng ta. Và giặc nội xâm ở đây được hiểu là quan điểm của giới chức lý tưởng về chủ nghĩa cộng sản muốn làm sạch hàng ngũ đảng bằng cách chống tham nhũng. Đây là hình ảnh đơn xin ứng cử đại biểu Quốc hội của ông Lê Chí Thành. Hơn nửa tháng trước khi bị bắt, báo Quân đội Nhân dân đã đăng bài công khai công kích ông Thành cùng một số người khác và cáo buộc dùng mạng xã hội xâm phạm an ninh quốc gia. Báo này viết như sau: nói là hành động vì lý tưởng và đề cao kỷ luật pháp luật, nhưng Thành đã giám sát hoạt động của nhân viên công lực bằng cách tạo tình huống đôi co và lên giọng dạy dỗ, hạch hỏi, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và công an cơ sở. Nói là hưởng ứng chủ trương của Đảng và nhà nước về chống tham nhũng, nhưng Thành đã tung các livestream đề cao cá nhân và bôi xấu hình ảnh chính quyền. Và bây giờ thì người dân lại đặt câu hỏi, thực sự chính quyền xấu thật hay Lê Chí Thành đã bôi họ? Thực ra cái chế độ này đầy xấu xa ra đó, chính báo chí nhà nước nói ra chứ chẳng ai nói cả. Chẳng qua tư duy của Đảng Cộng sản là muốn được người dân chấp nhận mọi cái xấu của chế độ và không được lên án bất kỳ cái xấu nào của họ mà thôi. Tình trạng tham nhũng thì tràn lan, dân oan khắp nơi, nhưng Đảng không muốn ai nói đến cái xấu
và nói những sai trái của Đảng. Bài báo của tờ báo Quân đội Nhân dân được xem là chỉ dấu cho thấy nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp bắt ông Thành, khi trên báo họ quy kết những điều mà Lê Chí Thành nói ra là lợi dụng. Đấy là phía nhà nước, còn ở phía ngược lại thì trái hẳn. Một số ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Thành. Chuyện chống tiêu cực được Đảng Cộng sản Việt Nam hô hào với bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu nghị quyết, nhưng rồi hễ người dân mà dám chống tiêu cực thì bị trù dập không thương tiếc. Ở đất nước này, chỉ những người có quyền lực tột đỉnh như Nguyễn Phú Trọng mới có đặc quyền chống tiêu cực. Tuy nhiên, khi quyền lực quá lớn thì ông Trọng chống tiêu cực vì dụng ý khác. Đó là thanh trừng phe nhóm lẫn nhau. Chỉ riêng vụ án Thủ Thiêm, trên 20 năm, hết lớp thế hệ lãnh đạo này đến lớp thế hệ lãnh đạo khác mà không ai có thể chống được. Cho đến khi ông Nguyễn Phú Trọng muốn thanh trừng nhóm Lê Thanh Hải, thì báo chí mới có quyền nói về điều đó. Tuy nhiên, có quyền nói, nhưng đến bây giờ, những người đã gây ra oan khiên cho bà con dân Thủ Thiêm vẫn chưa bị bắt và bị xử lý trước pháp luật. Nói chung, xã hội này vốn rất nhiều vấn đề mà cần phải có nhiều hơn nữa những người như Lê Chí Thành lên tiếng. Ông Lê Chí Thành, nguyên là đại úy cán bộ công an tại trại giam Thủ Đức Z30D. Trong quá trình công tác ở đây, ông Thành bị đánh giá là một cán bộ yếu kém về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống bởi nói thẳng và nói thật, bởi không biết nịnh cấp trên làm báo cáo đẹp. Chính vì thế, nhiều năm liền Thành bị chấm ở mức hoàn thành nhiệm vụ. Các sếp thấy khó chịu nên điều chuyển Lê Chí Thành về công tác tại trại Xuân Lộc Z30A. Tại đây, Thành đã lập tài khoản Facebook, fanpage và YouTube để nói lên sự thật. Việc chống giặc nội xâm, Thành đã chọc đúng vào tử huyệt của ngành công an. Và việc này đã đến tai Tô Lâm, nên trước sau gì, Lê Chí Thành cũng bị xử lý. Đây là hình ảnh Đảng nói chống tham nhũng nhưng không có vùng cấm, nhưng lại đang rất dị ứng với việc dân chống tham nhũng. Vào ngày 30 tháng 7 năm 2020, Cục Quản lý Trại giam của Bộ Công an Việt Nam đã quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân và khai trừ ra khỏi Đảng đối với Lê Chí Thành. Việc Lê Chí Thành tuyên bố tự ứng cử đại biểu Quốc hội như là một giọt nước làm tràn ly. Sự mất bình tĩnh của Tô Lâm và cả ông Nguyễn Phú Trọng đã thấy rất rõ. Lê Chí Thành là con người hiểu luật, ông ta biết quyền ứng cử và tự ứng cử là quyền của công dân và không bị hạn chế, ít nhất là trên quy định của pháp luật. Tuy nhiên thực tế thì nếu ai dám tự ứng cử thì công an sẽ lên danh sách đen và bắt bỏ tù họ. Lê Chí Thành đã tự ứng cử thì rõ ràng anh ta rất can đảm. Và qua việc này thì rõ ràng tử huyệt của chế độ đã bắt đầu phát lộ. Quốc hội được Đảng Cộng sản Việt Nam đặt cho cái tên là cơ quan quyền lực cao nhất. Tuy nhiên thực tế thì cơ quan quyền lực cao nhất lại là Bộ Chính trị. Quốc hội chỉ là bù nhìn, toàn bộ thành viên của Bộ Chính trị đều là đại biểu Quốc hội thì ai dám không gật những chủ trương của Đảng đưa ra. Tại Quốc hội hơn 96% là đảng viên Đảng Cộng sản, còn lại chưa tới 4% là ngoài Đảng. Mà thân về ngoài Đảng cũng bị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chọn rất kỹ. Tiêu chí được Mặt trận giới thiệu thành phần ngoài Đảng thì người đó phải có tinh thần phục vụ cho Đảng vô điều kiện. Nói chung, Quốc hội là sân chơi không cho người ngoài lọt vào. Và được biết, mỗi khi Quốc hội có bàn về những vấn đề được trực tiếp truyền lên truyền hình, nếu để những người như Lê Chí Thành lọt vào thì chắc chắn với kiến thức lập pháp vững chắc, anh ta sẽ phơi bày cái thối nát của Đảng ra trước bản dân thiên hạ. Đây là hình ảnh Đảng không muốn ai phơi cái xấu của Đảng ra trước nghị trường, vì thế cấm dân tự ý ứng cử, hoặc nếu có ứng cử cũng bị bắt giữ và gây khó khăn. Tử huyệt của chế độ là những người đảng viên biến đổi tư tưởng. Những người làm cao mà nếu chuyển biến thì càng nguy cho Đảng. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng rất sợ ác mộng diễn biến hòa bình mà trong đó Lê Chí Thành là một kết quả. Nguyên tắc là diệt trừ mầm mống diễn biến hòa bình từ trong trứng nước, nên cứ mỗi lần đảng viên biến đổi tư tưởng thì lập tức ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Tô Lâm xử lý ngay chứ không để nó phát tác. Và cứ như thế, Đảng đã đứng trên pháp luật và tìm mọi cách kìm hãm đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021 với bản tin Bắt Lê Chí Thành, Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng để lộ tử huyệt của chế độ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết
và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.